Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City Thành Phố Rồng nha mọi người. Wow, ở đây chúng ta đang ở cái phiên bản mới đây. Nó có một cái điều gì khá là thú vị ở chỗ này nè các bạn. Ở đây là cái gì vậy nè? Bus mua full 100 game 248.000 đồng. Oh my god, nó kêu mình bỏ 280.000 ra để 248.000 thì phải. Để xem lại xem. 248.000 coi như 250.000 ra để mua cái khu vườn này. Khá là vui đấy. Ở đây mình có một cái ngôi sao đang chớp chớp, không biết đó là cái gì nhỉ? Cái game này hình như càng ngày nó càng có nhiều điều thú vị đây. Để mình suy nghĩ xem chúng ta có nên mua cái đó không nhỉ? Một cái khu vườn giống như cái khu vườn trên mây. Đầu tiên là chúng ta đi thu hoạch để kiếm điểm cho Advent cái nào. Mình thấy cái này cũng khá là đẹp đẹp để nhìn nó hoài luôn á. Các bạn có ai mà mua rồi hay là biết cái gì về cái này thì hãy comment chỉ mình với nha. Có nên mua cái đó không? Nói chung là vậy. Còn bây giờ đó thì wow, cái con này là cái con rồng. Con này mình chưa có nè. Chúng ta sẽ ép cái like cái con này nha. Cho nó ra nè. Một em đi. Con này mới cấp C thôi. Đây sẽ là cái chú rồng mới của mình. Đó, thế là có thêm một cái con rồng mới để làm video cho anh em xem rồi. Còn ở đây đó là wow, chúng ta đã nâng nó lên được một sao rồi các bạn. Ui, đúng đẹp luôn. Wow, thú vị. Mình sẽ cho nó nâng nó lên phát nữa, coi nó lên được cái gì không. Ở đây mình có một cái con cấp L, đó là rồng đá các bạn. Con rồng đá này nâng nó lên một sao được luôn nè. Nhưng mà sao nó tối thui vậy ta? Chắc có lẽ mình đang cho nó làm cái nhiệm vụ gì đó. Nó không có thể ra được. Con rồng đá là cấp L luôn. Wow, còn mấy em này là mình chưa đủ mảnh. Chỉ có cái con này là mình quá chừng mảnh luôn. Mình cho nó lên 2 sao luôn nha mọi người. Yeah, mình sẽ cho nó lên 2 sao luôn. Biết đâu mình đủ điểm mình cho nó lên 5 sao luôn á. Ok. Bây giờ thì để chúng ta coi cái con rồng mới của mình cho nó ra chưa. Wow, nó ra rồi luôn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ làm về cái con rồng mới nha mọi người. Cái con này là hệ điện hả? Hệ điện với hệ lửa. Vậy mà để mình con này giống như là pharaon vậy. Nó rồng giống như con rồng pharaon và rồng cát. Chúng ta sẽ kiếm cái ngôi nhà lửa cho nó. Ok, nhà lửa thì xây 1 phút 30 giây là xong. Ở đây hả? Ok luôn. Yeah. Chúng ta chơi advance xíu đi trong cái thời gian mà chờ nó ra cái ngôi nhà lửa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm đến cái con rồng cấp L của mình. Này còn 3 ngày nữa. Cổ lên. Bây giờ là đập cái trứng nè. Xong một cái rồi. 500 điểm, đủ điểm luôn các bạn ơi. Công nhận chúng ta lợi hại quá đi. Cái con đường phía trước là một cái con đường dài thòn lòn luôn. Ở gần tới nhà lại nói chứ cũng gần tới. Nhưng mà còn 3 ngày không biết là chúng ta có thu hoạch đủ kịp không. Bây giờ cái ngôi nhà của mình đây đã xong rồi, cho cái con pharaon giống như con rồng pharaon vậy đó, cho nó ra. Ôi cha, thời ở dưới đây nó có rồi, nó có chỗ ở rồi, xây ra là phí hết một cái. Oh yeah, chỉ mới cấp C thôi nhưng mà nó là rồng mới của mình. Chúng ta đã lên thêm một em rồng nữa rồi, 230 em. Để vuốt ve xem nó sẽ làm được cái trò trống gì đây. Nó biến thành xác ướp Ai Cập các bạn ơi. Nó biến thành có nguyên một cái dãy băng băng nó lại luôn. Giống như xác ướp Ai Cập vậy. Vuốt ve lại phát nữa xem. Wow, bây giờ lên level 4 là nó bự hơn rồi. Để xem nó sẽ làm được cái gì. Nó xây kim tự tháp các bạn à. Wow, rất là đẹp luôn. Và các bạn có ai có cái tên nào hấp dẫn để đặt cho cái con rồng này không nhỉ? Nó
biến thành giống như là hy sinh vậy, giống như sình bùng sình lầy đất để tạo ra được cái con này vậy. Vuốt ve nó xem nào. Đó. Này mình sẽ tạm thời đặt là rồng kim tự tháp nha các bạn. Rồng kim tự tháp. Oh yeah. Tuyệt vời. Như vậy thì còn gì bằng nữa. Bây giờ mình sẽ đem cái con rồng kim tự tháp này đi chiến đấu và cho nó đánh cho các bạn xem như thế nào. Oh wow, cái gì đây? Go. Tiếp theo là chọn tem. Ồ, khỉ con, sẽ tạm thời cho khỉ con ở nhà. Chúng ta đi coi con rồng kim tự tháp. Wow, và đây là cái con rồng kim tự tháp của mình đây. Mò cuối cùng cũng đã ra nó rồi. Vì nó là rồng mới nên nó nằm tuốt ở phía dưới luôn. Cuộc chiến đầu tiên xin được phép bắt đầu. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ cho HNT nha mọi người. Còn ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel vui lòng cho một đăng ký luôn. Còn bây giờ thì chiến đấu thôi nào. Đầu tiên đó là wow, mình mới tải lại game cho nên đó là nó chưa nhận được những cái hình ảnh con này luôn. Ở đây chúng ta có khoảng 2 con cấp huyền thoại quá. Đây rồi, cuối cùng thì hình dáng của chú ấy cũng đã được ra lò. Và bây giờ thì để xem mình ghẹo cái con này như thế nào. Chiêu đầu tiên sẽ sử dụng tiệt chiêu mặt trời nha các bạn. Oh yeah, nửa cây, nó còn 15.000. Cái này nó hơi bị thú vị đây. 15.000 hả? Wow, đây là khủng long bạo chúa. Mình sẽ cho cái con kim tự tháp ra bách xê trước. Và đầu tiên các bạn sẽ được nhìn thấy cái tiệt chiêu lửa của nó. Ủa, cái tiệt chiêu lửa nó quýnh cái gì đâu mà tốc độ thế. Nhìn chưa kịp luôn. Chưa kịp nhìn cái nó quýnh cái đó là cái gì luôn mà nó tắt thở rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi với rồng khủng long. Tấn công nào, hàng tấn sát thương đang được dồn vào người và chú ấy lên đường. Ồ, hai con khủng long đấu với nhau. Ludo. Con này là cấp huyền thoại luôn cho nên chúng ta sẽ cẩn thận một chút xíu, đó là giảm máu nó lại. Oh yeah. Rồng khủng long của mình hiện tại nó lên được tới chữ A rồi các bạn à. Và khi mà nó lên tới chữ A cộng là bắt đầu nó mát. Là mạnh nhất rồi. Đó, NT hiện tại đang kiếm thức ăn để cho nó lên tầm khoảng level 30 hả các bạn. Rất là bá đạo luôn á. Và đây là con rồng cấp L. Chúng ta vừa xử nó trong vòng một nốt nhạc. Wow, với sức mạnh của rồng khủng long là không thể nghĩ bàn luôn. Và dường như là mình nhớ là hiện tại đang có một cái advance bán thức ăn đó các bạn. Anh em nào đang xem thì tranh thủ bay vào mua nha. Đây, cái advance bán thức ăn đâu rồi? Oh my god. Đâu mất tiêu cái advance bán thức ăn rồi nhỉ? Đây rồi. 80 game mà được 3 mét luôn đó các bạn ơi. Ngon cơm kinh khủng. Nhưng mà có điều HNT đang không có thức ăn, không có nhiều game thôi. Được nhiều chơi nhiều vậy. Yeah. Mua 15 game là được 300 luôn hả? Xúc luôn. Chơi lầy lội vậy luôn á. Ây, quên nữa, trời ơi. Để dành game để mua. Để dành game để chơi advance. Quên cái advance. Thôi mà hơi lỡ là chúng ta đã mua được 1 mét mấy rồi nè. Bây giờ là đầu tiên đó là chúng ta sẽ tranh thủ làm nhiệm vụ. À đúng rồi, mình nhớ đó là mình có một cái con rồng cấp ông già rồi. Ông già này phải lên level 27 thì chúng ta sẽ hoàn thành được một cái nhiệm vụ trong kia. Đây, mình sẽ cho rồng ông già này lên level 27 nha các bạn. Xem nào, 20, 25, 26. Ok. Rất là thốn luôn. Xong, lên level 27 rồi. Trời ơi, đau. Quá đau lòng. Người ơi, anh quá đau lòng. Nhưng mà phải làm thôi. Đâu rồi, để mình kiếm xem cái nhiệm vụ của ông già đâu rồi. Đây. Làm xong cái nhiệm vụ này là khỏe. Chúng ta đã vượt qua được một cửa nữa. Và cái này chúng ta sẽ cho. Mình định cho cái con rồng kia của mình vô đánh nhưng mà không được.
Mấy con này thì nó mát chữ hết rồi. Rồi quất là nhanh gọn lẹ luôn đi. Chúng ta sẽ làm xong cái nhiệm vụ này. Nhờ là nó bán thức ăn rẻ nên chúng ta đã hoàn thành được. Cho ông già tấn công. Ù, ông già ông đập một phát, một là một em liền. Wow, cố lên nào lão già. Cho chú lão già này rồi xúc luôn. Level 27 là rất là mạnh luôn rồi. Nếu như mà có chịu luyện cho nó lên chữ thì nó sẽ lên sức chiến đấu rất là bá đạo luôn á. Wow, sau khi chiến xong chúng ta giành được một cái con rồng mới luôn. Vậy là anh em chúng ta sẽ có thêm một cái con rồng mới để làm video cho mọi người xem. Bây giờ đó thì để anh xem coi. Hình như là ở đây chúng ta có thể đánh được thì phải. Thiếu rồng rồi. Thôi, để mình để HNT xem coi cái cửa tiếp theo đó là chúng ta sẽ phải nâng cái con rồng gì lên. Wow, cái cửa này là phải nâng cái con xanh này lên rồi. Để xem. Cái con xanh rồng này giống như rồng Long Dương rồi, level nâng lên level 28 luôn à. Cái này hơi cay đấy. Trời ơi. Con rồng Long Vương mà cho nó lên level 28 là hơi bị cay với mình luôn á. Rồng Long Dương à. Ok. Kiếm mà bây giờ cũng chả nhớ nó, mình không nhớ nổi là nó nằm ở đâu luôn á. Ừ mà thôi, bây giờ chúng ta sẽ đi chiến đấu tiếp đi. Làm về cái con này cho các bạn xem cho vui. Chiến đấu tới lúc mà không còn thể chiến được nữa. Nhưng mà vậy là chú chúng ta đã lượm được một cái em rồng mới nữa rồi. Wow, đây là rồng 4 đầu các bạn à. Nó bắt xê mình một phát khá là căng. Ồ, nó còn 10.000 máu sau khi nhận một chiêu của kinh công. Và bây giờ chúng ta sẽ cho đây khủng long bé. Hãy xem đây, sức chiến đấu thật là bá đạo của khủng long. Một em lên đường. Ô, con rồng ngàn mắt. Mình rất là kết con này luôn, mình cũng có con này luôn. Đây, mấy cái con rồng này là mình có hết rồi. Mình làm về rất là nhiều rồng rồi. Các bạn nào muốn thích mình làm lại cái con rồng nào thì hãy comment bên dưới, mình sẽ làm về sự trở lại của chú ấy. Hiện tại đó là mình đã có tới 200+ con rồng luôn rồi. Một con số khá là nhiều so với mình thôi, còn có nhiều bạn mà chơi lâu hơn mình có lẽ là sẽ nhiều rồng hơn mình. Và bây giờ thì hãy xem tuyệt chiêu game mau. Wow, 26.000 RAM. Ồ, rồng iPhone vẫn còn cầm cự được. Lượng mau chú ấy tới 26.000 mấy lần. Ồ, lên đường. Victory, nhẹ nhàng quá đi chứ hả. Trời ơi, gọi là chúng ta vừa bay đi. Bay đi 1 mét mấy thức ăn. Bay 1 mét mấy thức ăn với tốc độ bàn thờ. Và bây giờ là con này hả? Đây rồi. Đây rồi, khủng long. Chúng ta ủi một phát là nó tắt thở liền, 27.000 đam luôn. Mia, con này được đặt tên là Mia. Mình cũng không biết tại sao nó được đặt tên đó, nhưng mà dường như cái con pharaoh của kim tự tháp, rồng kim tự tháp của chúng ta được đam rồi. 3.760. Và chúng ta nhận lấy một sát thương không hề nhẹ đến từ con Mia luôn. Ok, hai em lên đường. Và bây giờ là chúng ta đối phó với con này luôn. Mình chỉ cần một chiêu thôi, không tới chiêu thứ hai. Yeah, mình đoán quá chính xác luôn. Chỉ cần một chiêu thôi chúng ta đã hạ gục được cái con Kangaroo các bạn. Và bây giờ thì HNT sẽ đi chiến đấu với những anh em trong kênh HNT Channel. Đây, để xem chúng ta đi đánh với nhau cho vui nha mọi người. Và bạn nào nhắc lên một cái nữa, bạn nào có biết về cái này là nên mua nó hay không thì hãy comment bên dưới nói HNT biết nha. Mình thấy cái này cũng khoái khoái, thích đấy, nhưng mà không biết mua nó có tác dụng gì vui không. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi solo với những anh em trong kênh HNT Channel nào.
Và bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái bạn nào đó để đấu cho vui. Và anh em nào có chơi cái game Dragon City hãy kết bạn với HNT nha. Chúng ta sẽ chiến đấu với nhau cho vui luôn. Wow, ở đây có một cái cô bé tên là Kim Ngân. Kim Ngân, một cái tên khá là đẹp. Đây, mình sẽ đánh với cái cô bé Kim Ngân này nha. Cô bé này cũng level 52 bằng với HNT luôn đấy. Này, hai anh em chúng ta sẽ cọ sát với nhau nha em nhỉ. Kim Ngân chắc là con gái rồi. Action, hôm nay HNT sẽ quýnh với một cái cô bé chưa biết mặt mũi ra sao nhưng mà thấy cái tên rất là đẹp. Ồ, cô bé này có một cái con này lên được 1 sao rồi nè. Wow wow wow, thú vị đây. Mình thấy cái con 1 sao này mình cũng thấy đẹp đẹp thích thích đấy. Chắc mình làm sao để kiếm mấy cái con mà giống như là kiếm mấy cái con cấp huyền thoại mà tách nó ra để lên sao rồi cho nó vui quá các bạn ơi. Chúng ta sẽ quất cái con này như thế nào đây. Thôi cho cái con này ra đánh đi. Oh yeah, xem khủng long của anh đây. Khủng long của anh sẽ quánh với những cái con khủng long của Kim Ngân. Ngân Kim hay Kim Ngân gì quên mất tiêu cái tên em rồi. Action, một mình con này có thể cân được cả ba không nhỉ? Mình nghĩ là hoàn toàn có thể khi chú ấy đã lên tới chữ A rồi, chữ A vàng sáng trưng. Wow, hoàn toàn luôn các bạn à, hoàn toàn đủ khả năng để làm được chuyện ấy. Và ai muốn đấu với mình hay là muốn solo vì gì với HNT thì cứ việc nha. Wow, xem nào. 4.000 máu à, đây HNT đẩy một phát luôn. War Dragon. Cô bé này cũng làm biến đặt tên cho rồng quá ha. Thấy toàn là đặt tên toàn tiếng Anh không. Victory. Khá là nhẹ luôn rồi. Chúng ta sẽ đi gẹo chọc cái... được có 15.000 thôi à. 15.000 cũng không nhiều cũng không ít, nói chung là vừa. Đâu rồi, để mình đi xem coi. Ở đây cái game này nó làm ra nhiều cái giống như là... Ở đây là cái gì đây? À đây là clan của mình. Và chúng ta đang up một cái con trong đây. Để mình xem coi. Empowerray. Hôm qua mình đang tách cái con này ra hả? Ô, cái con này còn 2 ngày nữa mới ra được các bạn à. Ok, chúng ta sẽ tách nó ra để nâng sao lên cho nó đẹp. Con này cấp E luôn mà lên sao chắc là rất là mạnh luôn đó các bạn. Wow. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp mình nha. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel vui lòng cho một đăng ký luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.